Ben đi đợi ai đợi thảo không? Chưa ăn à? Chưa, chị xuống chị hấp miếng canh mà. Kêu ai rảnh qua quay đây cho em đi ăn. Chắc mày đã. Tâm coi thử ai rảnh không? Không, quay luôn, quay luôn, quay luôn. Lúc nào ngon hơn. Gió thì nó một chút. Đưa em chỉnh nha nè. Em coi nha. Bay đi đau hơn hả em? Ừ. Đang thấy gồng ghê đấy. Mà cứ cả đung cả đưa cái tay chị luôn á. Nguyên luôn đi. Không cần, không cần, nói chuyện. Để xong luôn, đi ăn luôn. Có người em biết đó. Là mình mỏi tay luôn á tê. Mà lên cho Thúy giữ hai báo. Mai đó à? Ừ. Thúy ở lại không? Không, mà ngày cho Thúy giữ á. Ừ. Chạy không biết răng luôn. Có cái dài không? Có chứ, cậu lại chứ, nhưng mà nó lâu. Cậu cũng miếng kêu. Bấm tay cho bọn hắn.
cha? Dạ. Chỉ dạ không đâu. Dạ, nghe đợi em đi mà. Chị đang buồn, chị đã buồn, chị xuống anh xuống. Trang là đợi dữ chưa? Chị Trang. Chị có nhớ, chị tưởng quen không Trang, đâu. Chị Trang. Định bàn nó mọi người thứ tư, Trang Chính nghĩ nó ăn. Thứ tư tuần lý. Ờ, đặt đồ ăn. Đặt đồ ăn, không biết đồ ăn. Ai nói nó thứ tư, thôi chụp ngàn tới ngày nó. Ngày mai mốt, ngày mai chị con đi rồi nói kiểu thiếu người á. Thiếu người á. Rồi cái con cá mà nấu canh chiên á. Chính cái là chị Hậu bày. Con cá nấu canh chiên chị? Nó canh chua hả? Cái con cá mà nấu để nấu canh thôi nhưng mà hôm nay nó chiên á. Ừ. Cái là chị Hậu bày. Làm bữa đó hả? Bây giờ Tâm kêu là cá nó là nấu canh thôi. Ui chị kêu cá chim mà hắn đi mua cá chị cá đỏ. Tâm là nói nhẹ nhàng cái là cá đó là cá nấu canh. Cá nó gọi thì nấu canh chứ rắn, cá nó chiên lẫn khô. Cá nó chiên khô chị Loan la. Chị Loan thích. Em nói hắn mua cá chim mà hắn mua cá đỏ đi chiên mắng kêu chị Hậu bài. Ta chưa xử con mẹ lai dụ sáng quá ta. Thì ăn. Chị là một đứa không bao giờ đi trang điểm. Ừ. À. Có đồ trang điểm đâu, chị đo họ có mua ở đâu, có đơn trang chỉ. Tại chị đi không. Rồi ai chỉ cho bà? Ngày hôm qua thật sự bà gọi là chỉ cũng đúng. Ừ. Có ăn yên á, là hai mua đồ ở đâu. Ừ. Thì kêu là hai mua ở lên một ăn. Ừ. Thế chị muốn nói một con là lên một ăn trong nhà chị. Ừ. Chị Long hỏi kêu anh ta anh chị. Ừ. Nghe nát đầu không? Hôm bữa chị kho có vàng nhỏ đó. Cứ hỏi chị là không biết ngày mai không biết em nấu cái chi. Cái chị kêu thì em không kho được thì em chiên thôi chứ chị. Kêu cá chi chiên. Thì chị kêu có chiếm. Đi mua cá đỏ, có bả trào chứ. Mình đi chiên, cá nó chiên, những chiên lần rồi chứ chiên lại đó. Nấu canh ngon hơn. Chiên khô rang phí cá. Cái chim trắng chị Trang kìa, chị Hà hay chiên á, được lâu chị Hà hay chiên lại bài hắn cánh đó đó, hình như hắn không biết hay răng á. Chị Tâm kêu, chị nói là kêu Hậu bài. Trời khổ, bởi nghe, bởi nói đường làm nẻo đó đó biểu ra. Thì ý là hắn hỏi, ý là hắn hỏi em thì em bài hắn. Mình nói chị Tâm, mình nói hắn là đừng chiên nữa, không chị Loan gì mà ư vậy á. Ừ. Chị Loan kêu nó ăn ngon mà. Thì ý là chị Loan kêu là ô đang cái cá này đi chiên. Ừ. Cá nó chiên thì lần đầu tiên chị cũng thấy đó. Tại vì cá nó thường nó thơm cà. Cá chiên là cá giống như cá này mà. Là cá phèn. Hả? Cá nó cá phèn. Thì con cũng không phân biệt được cá nữa. Em mà mua cá em biết gì, cá này cá chi gì. Cá này nó làm chi gì á. Ừ. Hỏi đúng rồi, họ biết, họ trả lời mấy người bán. Bé nó chuẩn bị rồi. Cho về thôi, đừng lấy tiền chị. Chị mới nặng hôm qua mà. Nặng mà cái mặt còn y luôn, thôi lấy chi. Thà là làm mấy cái cục mụn rất là dễ luôn á. Ờ, ý là thà là làm mấy cái cục mà kiểu như viêm không thì được, còn đây chờ. À, cho bé về thôi đúng không? Cho về thôi, cho về thôi. Có bao dưỡng sinh không? Bao dưỡng sinh thì lâu rồi, lâu rồi. Thôi biết rồi, Thúy dắt rồi. Không thanh toán chị.
Thôi đưa nó đi. Cái gì cho em bỏ túi.